Nó có một khái niệm là customer life time nhỉ? Value, đó là giá trị vòng đời khách hàng. Đây là một khái niệm nhé, đối với dân làm kinh doanh không bao giờ được quên khái niệm này, bởi quên khái niệm này là chúng ta sẽ nghèo mãi mãi suốt đời nghèo. Giá trị vòng đời khách hàng chúng ta nhìn lại sẽ bằng giá trị trung bình trên một đơn hàng nhân với số lần giao dịch lặp lại nhân với khoảng thời gian giữ chân khách hàng. Cái này là viết tắt của CLV. Chúng ta sẽ nhìn này, số tiền chúng ta có sẽ bằng giá trị trên một đơn hàng nhân với số lần giao dịch và nhân với thời gian giữ chân khách hàng. Cái chị giàu nghèo hay không nó nằm ở công thức này, chọn mô hình kinh doanh. Đây là gọi là lựa chọn hơn nỗ lực. Số tiền bằng giá trị trên một đơn hàng nhân với số lần giao dịch và nhân với thời gian giữ chân khách hàng. Cái này gọi là F1 nhân F2 và nhân F3. Chúng ta sẽ nhìn này, đây là một cái mà chúng ta phải trưởng thành trong kinh doanh chúng ta mới nhận ra một điều. Mình lấy cho chị một ví dụ về thằng giàu và thằng nghèo, nó khác nhau nhau cái này. Trong các trung tâm như anh ấy, thì nhóm nào sẽ nghèo nhất? Các trung tâm thuộc cái phân khúc nào sẽ nghèo nhất? Chúng ta nhìn ở đây là ví dụ anh chị cho điểm này. Đây chúng ta thời gian này, chúng ta nhìn này. Đấy gọi là CLV, giá trị đầu khách hàng. Trong các trung tâm tiếng Anh ấy, ví dụ anh chị cho điểm từ 1 cho đến 10, 1 cho đến 10 thì lấy bút đỏ đây. 1 cho đến 10. Thì cái bọn mà nghèo nhất trong các trung tâm như anh, mà cái bọn đấy cứ đến HBR học là mình biết ngay đội nhóm mới nghèo. Là cái nhóm kinh doanh về TOEIC. Giá trị đầu khách hàng trên thang điểm 10 tối đa thì nó mới được gì ạ? Đối tượng khách hàng là hầu hết là sinh viên. Họ học một khóa hay hai khóa. Thứ nhất là khách hàng nghèo này, học lại có một gì ạ? Một khóa. Giàu hay nghèo ạ? Nghèo. Và cái nhóm trung tâm này là nghèo bởi vì cái mô hình kinh doanh của nó là gì? Giá trị trên một đơn hàng là gì ạ? Thấp không ạ? Số lần giao dịch lặp lại là 1. Thời gian giữ chân khách hàng cũng có. Nghèo. Chắc chắn là nghèo. Thứ hai khá khẩm hơn là liên quan về mảng là giao gì ạ? Giao tiếp. Cái này được 3, giao tiếp 5. Tiếp theo là đến cái số 7, IEL. Đây chị biết số 10 cao nhất là thằng nào không ạ? Trẻ em, chính xác. Chúng ta sẽ nhìn đến một cái điều gì? Càng lên cái giá trị vòng đời khách hàng này thì đối thủ nó càng không phải nhiều mà nó càng mạnh. Mình làm cái bên mình làm giao tiếp là cái Lang Master chị nhìn thấy không ạ? Có đúng là master không ạ? Sau khi làm Lang Master xong mình làm cái gì ạ? IELTS Lang Go. Và đến bây giờ mình làm tiếng Anh trẻ gì ạ? Trẻ em. Và càng làm cái này sau thì đòi hỏi cái nguồn lực của mình có mạnh không ạ? Phải có nguồn lực chúng ta mới làm được. Nhìn ngon nhưng mà có nguồn lực hay không ấy, đấy mới là cái câu chuyện. Không cạnh tranh, không có nguồn lực cạnh tranh sấp mặt. Trẻ em theo chị, một trẻ em học mấy năm ạ? Một trẻ em trung bình học 4 đến 5 năm. Đây là bí mật của việc trong kinh doanh, gọi là lựa chọn hơn cố gắng. Lựa chọn sai thì càng đâm đầu vào tường càng gì ạ? Càng chết. Nên bây giờ khi mình lựa chọn mô hình kinh doanh, mình lựa chọn thông minh đó, không lựa chọn ngày xưa nữa. Ngày xưa lựa chọn kiểu là theo bản năng. Bây giờ anh hỏi anh chị là mô hình của HBR, giá trị một đơn hàng cao hay thấp ạ? Số lần giao dịch, thời gian giữ chân khách hàng. Học, ông nào học ít ở HBR cũng phải 4-5 khóa. Học trung bình thì khoảng 2 năm, có đâu học trung bình thì khoảng độ 10-15 khóa. Còn lâu như ví dụ như cái cỡ như mấy ông như Đỗ Kim Yến này, như Chiến về Sparry thì chắc bây giờ phải hơn 3 năm thứ tư vẫn tiếp tục học. Nhưng mà mô hình của HBR nó sẽ gặp một vấn đề là muốn làm lớn thì chúng ta sẽ phải online hóa. Mọi hình dung không? Đấy, thì đây là một cái ví dụ.